đứng cao lên, hít sâu cho anh này, thở hết ra cho anh. Đau không? Không. Cảm giác như nào? Nó đau nhẹ, cái cửa nhẹ đi. Nhẹ đi đúng không? Có đúng như lời anh nói không? Vâng. Thế tí anh không mất mày 500, mày có anh 500 nhá. Chơi không? Biết anh mất. Cứ đối sang bên kia. Hít sâu thở ra. Ok. Nghe gì không? Có. Cảm giác như nào? Dễ chịu đúng không? Vâng. Ok. Này đứng sang bên kia. Ồ, bà này lệch kiểu rích rắc. Thế để đứng dọc như xong. Cứ đứng bên kia. Cứ quay kiểu chuẩn của Irubi thôi. Hít sâu này. Phải thở ra cho. Thở ra nha. Ôi, lần này cứng lắm, lần này phải ghế đây. Xem chân ngắn lần này nào. Cũng hơi ngắn dài tí này. Chân này dài hơn này. Lệch cả chậu luôn. Dài hơn chậu đưa ra sau này, chân trước. Phải okay, dài hơn. Ok, như bên này coi. Bên phải ạ? Ừ, nhưng quay ra ngoài. Chân phải dài hơn. Chân phải. Chậm đưa ra sau. Thả lỏng lên nhé. Chân này dài hơn. Chậm đưa ra sau. Này cũng phía trước. Ok. Thả lỏng nhé. Hít sâu này. Thở ra này. Thả lỏng này. Ok. À, như bên này. Bên này chân ngắn rồi đẩy lên rồi. Lên cái đây. Dì thẳng ra đây cho. Rồi ok. Này là chậu đưa ra trước. Chậu đưa ra trước. Bên này cục vào sau. À đâu. Này chậu đưa ra trước như này. Mình ngắn hơn đúng không? Ngắn hơn thì chân đưa ra trước. Lòng nha. Thả ra này. Ok. Được rồi. Chưa làm được cái này. Chưa làm được cái này. Có anh mà ấm lên nó thật. Đó. Nhiều khi nhiều thằng có bắt của la mà lắp mép này. Không ơi, cái gối là đây này nha. Máy phải zoom một cơn lúc ngắn phải zoom nhé, thở lỏng này. Zoom á? Thở lỏng. Hít sâu đây này. Thở ra này. Đấy thở nhé. Khiếp. Sao thở ra như này? Thân trên và bên liền. Phải vô. Cảm giác nó lưng lưng không? Cảm giác cái cuộc sống nó thoải mái không? Có. Làm đây, làm nhanh nhé. Kinh quá. Cảm giác như nào? Thoáng quá. Tiến lên chân nhanh đi. Nắm chân nha. Chân này. Chân cân nhau đấy. Chân này vẫn chân đâm, chân này vẫn chân dương. Thả lỏng nha. Ok. Thế lên chân. Dễ chịu không? Chân là thích nhất ạ. Dễ chịu không? Dễ chịu hơn nhiều ạ. Thả lỏng. Ok. Thế lên chân này. Nhưng mà hôm sau sao phải mặc đẹp đẹp tí nữa, mặc bộ đen này. Thả lỏng nha. Ok. Ok. Thả lắm. Cảm giác người nó bây giờ như một cái năng lượng nó tràn trề về đúng không? Có đúng không? Xiên xẹo luôn. Linh ạ. Lỏng ra nha. Lỏng này. Thả lỏng này.
Ok. Ok. Ổn rồi. Ok. Không ok à. Không à. Không rồi ạ. Trời ơi. Ngày nó cứ mày. Cứ bị lâng lâng. Đúng rồi, lâng lâng là đúng rồi. Rồi xong.